Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Hôm nay tôi trở lại với các bạn với một chủ đề thông tin mới nhất vừa cập nhật. Vì sao Việt Nam có nhiều ca Covid-19 tử vong giai đoạn mới? Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết. Xin chào các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 8. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn. Thưa các bạn, trong những ngày qua trên đất nước Việt Nam chúng ta, mọi người đã gồng mình chống lại căn bệnh dịch Covid-19. Nó diễn ra đợt 2 rất là phức tạp các bạn ạ. Hàng ngày, hàng giờ đều là có ca mắc vào căn bệnh này. Và tính đến là ngày 13 tháng 8 thì đã có hơn 900 ca vướng vào căn bệnh này rồi. Trong đó là có 20 ca tử vong. Thật là buồn phải không các bạn? Và sau đây thì tôi sẽ gửi tới cho mọi người với một chi tiết liên quan đến Covid-19. Thưa các bạn, vì sao Việt Nam có nhiều ca là mắc Covid-19 tử vong giai đoạn mới? Đây là câu hỏi mà trên cả nước và trên các cộng đồng mạng đã cùng chú ý và rất là quan tâm và thắc mắc. Thì vừa rồi trên báo chí cũng có là phân tích. Và nay thì tôi muốn chia sẻ lại cho quý vị và các bạn rõ hơn vì sao mà như vậy. Và bài chia sẻ này là do giáo sư tiến sĩ là Nguyễn Trường Sơn. Và trong trường hợp 20 bệnh nhân mắc Covid-19 Việt Nam tử vong có nhiều điểm khác biệt so với là bệnh nhân là 91 phi công người Anh. Tính đến là ngày 13 tháng 8 thì Việt Nam đã ghi nhận 20 trường hợp mắc Covid-19 tử vong, chiếm 2,2 trên tổng số là 905 ca mắc. Và ngoài ra các cơ sở y tế báo cáo vẫn còn hơn 12 trường hợp đang còn rất là nặng, tiên lượng tử vong rất là cao. Trong khi đó là giai đoạn 1 chỉ có 2 ca là rất nặng, đó là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 91 phi công người Anh. Là người trực tiếp vào Đà Nẵng kể từ khi là bệnh dịch Covid-19 giai đoạn 2 bùng phát, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá số ca nặng vẫn đang là thử thách lớn đối với đội ngũ y bác sĩ điều trị. Và ông nói, chúng tôi di chuyển và làm việc ở tất cả các bệnh viện từ Đà Nẵng, Quảng Nam rồi đến Huế, cùng tham gia với cán bộ y tế địa phương nỗ lực cứu chữa cho trường hợp mắc. Tuy nhiên, do tình trạng các bệnh nhân là tương đối nặng, có các bệnh lý mãn tính kèm theo nên là tiên lượng rất là khó. Đó là Thứ trưởng chia sẻ. Hơn 2 tuần qua, Bộ Y tế cùng với các chuyên gia đầu ngành luôn luôn tập trung mọi nguồn lực trí tuệ để cứu chữa với phương châm là tìm mọi cách mang lại là cơ hội sống cho những trường hợp nặng nhất là mắc Covid-19. So với trường hợp bệnh nhân 91 đã điều trị khỏi thì Thứ trưởng là Trường Sơn là cho biết các ca Covid-19 giai đoạn mới có nhiều điểm khác biệt. Thứ nhất là rất nhiều bệnh nhân có cùng lúc nhiều bệnh nền nặng và thời gian mắc bệnh thì quá dài, gây ra là các biến chứng như là suy tim, suy thận, suy gan, là suy kiệt cơ thể. Và do đó là khả năng đáp ứng là các ca Covid-19 nặng giai đoạn mới so với là bệnh nhân 91 là rất kém. Cơ thể bệnh nhân là đã bị giảm miễn dịch và khi là bị là virus của Covid-19 là xâm nhập, là cơ hội là khiến tình trạng bệnh nhân trở nặng rất là nhanh. Các bạn cũng đã biết rồi, bệnh nhân phi công 91 người Anh là mới có 43 tuổi và anh ta cũng rất là cao to, sức khỏe vẫn là tốt. Anh ta chỉ có là bệnh nền là chỉ có là tăng huyết áp. Đó, tăng huyết áp. Và cái tiên lượng của anh ta không có nặng như là những 20 ca tử vong này. 20 ca tử vong này là đều tất cả đó, tất cả đều là có cái bệnh nền, bệnh lý kéo rất là lâu rồi. Đó, có người lên là cả hơn 10 năm là có cái bệnh nền. Đó, và ông nói tiếp là chúng tôi đánh giá là các trường hợp nguy hiểm nhất hiện nay là các trường hợp có bệnh lý nền nặng, đặc biệt là phải chạy là thận là nhân tạo này.
Có những bệnh nhân đã chạy thận là hơn 10 năm, dẫn đến tình trạng là suy giảm miễn dịch là gia tăng, rất khó là chống đỡ là khi là virus là vào cơ thể. Đó là phó giáo sư tiến sĩ là ông Sơn là cho biết đó. Và theo là phó giáo sư á, là dù Bộ Y tế và các chuyên gia là hàng đầu liên tục cập nhật phác đồ, đến nay đã có 6 lần là chỉnh sửa bổ sung, rất nhiều là từ nghiên cứu này, thực tiễn này, tuy nhiên thực tế khi áp vào người bệnh, mỗi trường hợp thì mỗi khác nhau hoàn toàn. Phác đồ chỉ là khung điều trị với các trường hợp nặng, ngoài hội chẩn tại bệnh viện còn có hội chẩn quốc gia với những là giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất nước để có những là quyết định điều trị phù hợp với từng là cá thể, đó là Thứ trưởng nói. Và từ bài học của Đà Nẵng, Thứ trưởng cho rằng kinh nghiệm lớn nhất là không được để Covid-19 lây lan trong các nhóm yếu thể như là người bệnh nặng đang được điều trị tại các bệnh viện, những người cao tuổi, các bệnh nhân bị những bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, suy thận. Đó, thì giáo sư cũng nhấn mạnh cái điều này, nên các bạn trong cả nước chúng ta là lưu ý những người nào có bệnh nền sẵn, cố gắng chúng ta phòng bệnh, chúng ta cảnh giác thật là cao. Đó. Và đây là điểm dễ phát tán Covid-19, làm tăng gánh nặng cho điều trị cho bản thân người mắc Covid-19 và cho cả ngành y tế. Việc điều trị cho là ca Covid-19 cần phải được là phát hiện sớm, theo dõi và có những là biện pháp xử lý càng nhanh càng tốt để hạn chế là sự lây rộng của Covid-19 trong cơ thể, cũng như là hạn chế những biến chứng do các bệnh lý nền hoặc do là Covid-19 như trường hợp của phi công người Anh. Và do số lượng bệnh nhân nặng lớn, Việt Nam đang gấp rút là triển khai nghiên cứu là tách chiến huyết tương của các ca Covid-19 đã khỏi bệnh để truyền cho người đang mắc bệnh ở thể trạng nặng và nghiên cứu là nghiêm trọng, giúp họ là nhanh phục hồi, hạn chế các biến chứng. Hiện nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang áp dụng phương pháp này. Bước đầu đã có 5 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh tình nguyện là hiến là huyết tương. Đây là một cái điều là cũng là mới lạ, và các y bác sĩ cũng như là phó giáo sư tiến sĩ Trường Sơn ông đã nói, tức là chiết huyết tương những người đã khỏi bệnh đó, để mà bắt đầu tiếp tục để lấy cái mẫu đó chữa, áp dụng để chữa cho những người là đang còn là vướng vào căn bệnh nặng của là Covid-19. Và đây là những là chia sẻ rất bổ ích và rất là tốt cho là chúng ta về những cái chia sẻ mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn đã bày tỏ. Tại vì sao là đã trong một thời gian ngắn mà Việt Nam chúng ta là có đến 20 ca tử vong là do Covid-19 là bùng phát là cái đợt mới này. Và nhiều người vẫn là thắc mắc là trước kia bệnh nhân là 91 phi công người Anh, bệnh rất là nặng, nằm rất là lâu nhưng cứu chữa khỏi. Nhưng thì ngày hôm nay thì phó giáo sư tiến sĩ cũng đã trình bày và chia sẻ rất kỹ, tại vì là mỗi cơ địa khác nhau hoàn toàn. Vì phi công người Anh không có bệnh lý nền nặng như là những người là hiện nay mà tử vong. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Chúc cho các bạn có một ngày mới thật là bình an, vui khỏe và một ngày làm việc thật là may mắn. Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn luôn luôn ủng hộ, đóng góp, đồng hành kênh của Minh Hải Miền Đông. Và tôi cố gắng cập nhật những thông tin hay, nóng, nhanh nhất, chính xác để gửi tới phục vụ cho quý vị và các bạn là thư giãn, hiểu biết thêm sau những giờ làm việc mệt nhọc. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.